Để phục vụ cho cuộc gặp thượng đỉnh Hoa Kỳ-Triều Tiên, ngày hôm nay 23 tháng 2, hai chiếc máy bay vận tải C-17 đã đáp xuống sân bay Nội Bài, Hà Nội. Một máy bay mang theo hàng chục xe ô tô, trong khi ở chiếc còn lại chở theo hàng trăm mật vụ bảo vệ Tổng thống Trump. Vâng, và đáng chú ý nhất trong đoàn tùy tùng tới Hà Nội hôm nay là hai chiếc The Beast, biệt danh là Quái Thú, siêu xe chống đạn dành riêng cho Tổng thống Mỹ cũng có mặt để phục vụ ông Trump trong những ngày sắp tới. Trên suốt chặng đường từ Hà Nội Bài về trung tâm thành phố lẫn lúc dừng lại đổ xăng, hai chiếc xe này đã thu hút sự hiếu kỳ rất lớn của người dân Hà Nội. Sau khi di chuyển từ Nội Bài về trung tâm Hà Nội, đoàn xe ghé vào một cây xăng trên đường Lê Văn Lương, quận Thanh Xuân vào khoảng 10 giờ sáng nay. Đoàn xe gồm 7 chiếc, trong đó có 2 chiếc limousine bọc thép với biệt danh Quái Thú của Tổng thống Mỹ Donald Trump. 7 xe đã đổ hai loại nhiên liệu là xăng RON 95 và dầu DO, trong đó 2 chiếc xe Quái Thú đổ 47 lít xăng A95 và có thể chạy được 100 km. Tài xế từ Mỹ sau khi trao đổi với nhân viên cây xăng thì trực tiếp cầm vòi đổ xăng. Toàn bộ chi phí đổ xăng được ghi nợ và Đại sứ quán Mỹ sẽ là người chi trả sau. Việc đoàn xe ghé vào cây xăng thu hút sự chú ý của nhiều người xung quanh, nhưng tất cả mật vụ đều tỏ ra thân thiện. Tổng thống Trump vẫn sử dụng xe Quái Thú cũ trong đợt này, phiên bản mới của xe đang trong quá trình hoàn thiện.